Chị thấy khăn mặt là món đồ hơi riêng tư, cá nhân mà người Nhật lại rất kỹ tính. Em ơi, chị cần chọn quà tặng một gia đình người Nhật gồm hai người lớn và hai bạn nhỏ học tiểu học, xếp chung vào một hộp. Em tư vấn cho chị đi. Không biết là chị muốn mua trong ngân sách bao nhiêu tiền ạ? Tầm 2 triệu tất cả đi. Vâng, để chọn được một set quà cho cả 4 người trong tầm ngân sách đó thì chị có thể tặng cho mỗi người một cái khăn tay thêu ở đây và một cái khăn mặt tô tắm như thế này ạ. Người Nhật ai cũng dùng khăn tay, chị thấy tặng khăn tay thì ok, nhưng khăn mặt có ổn không? Chị thấy khăn mặt là món đồ hơi riêng tư, cá nhân mà người Nhật lại rất kỹ tính. Cái đấy chị không phải lo đâu ạ, khách hàng qua bên em mua khăn mặt và khăn tắm tơ tằm để tặng cho sếp và đối tác người Nhật rất là nhiều ạ. Thế à? Vâng, nhìn ở một khía cạnh khác thì việc mình tặng một món quà cá nhân tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của người Nhật như thế này thì càng thể hiện cái sự tinh tế và quan tâm của mình đối với người Nhật đấy ạ. Nhưng chị chưa thân với người ta lắm nên cũng hơi lo. Thực ra thậm chí có những công ty Nhật người ta vẫn chọn những cái set quà gồm cái khăn tay thêu và khăn mặt tơ tằm ở bên em để tặng cho khách hàng và đối tác đấy ạ. Còn nếu mà chị vẫn thấy không yên tâm thì mình có thể bỏ đi khăn mặt cũng được ạ. Thôi, cứ lấy khăn mặt đi, chị sẽ nghe theo người có kinh nghiệm vậy. Khăn mặt giá bao nhiêu nhỉ? Dạ, khăn mặt tơ tằm ở bên em thì giá sẽ dao động từ 75 đến 200 nghìn ạ. Chị có thể chọn loại 90 nghìn như thế này cho hai bạn nhỏ và chọn loại 150 nghìn cho hai vợ chồng ạ. Ừ, lấy như vậy đi. Vâng, còn khăn tay thêu thì chị có thể chọn những họa tiết mang đặc trưng của Việt Nam ở phía trên này ạ. Riêng hai bạn nhỏ thì mình có thể chọn thêm những hình con vật đáng yêu ở đây ạ. Ừ, công nhận, đáng yêu nhỉ. Mà khăn con mèo này giá bao nhiêu? Dạ, những cái khăn tay thêu hình chibi ở đây thì đều giá là 300 nghìn hết ạ. Ừ, à mà bên em có nhận thêu tên theo yêu cầu đúng không? Vâng, nhưng mà thời gian thêu sẽ từ 7 đến 10 ngày và chị thanh toán trước tiền khăn giúp em ạ. Vậy vẫn kịp, cuối tháng chị mới bay cơ. Thêu tên thì phí có cao không? Dạ, thế thì còn tùy vào cái tên mà chị muốn thêu nữa ạ. Chị chỉ định thêu mỗi khăn hai chữ viết tắt thôi. Vậy thì phí cũng không cao đâu ạ. Ừ, vậy chị lấy khăn con mèo này, con thỏ và khăn tháp rùa với cả khăn cô gái áo dài này nữa đi. Vâng ạ. Rồi, em xếp vào set gồm khăn tay và khăn mặt cho chị xem thử đi. Vâng, vậy chị để em một chút ạ. Chị ơi, set quà của chị xong rồi đấy ạ, chị xem có được không ạ? Ừ, đẹp đấy, bên em có nhận ship hàng không nhở? Dạ có ạ. Ok, thế giờ chị đặt thêu và thanh toán luôn nhá, khi nào xong được ship hàng cho chị. Dạ vâng ạ. Trước khi giao nhớ chụp hình gửi chị trước nhá. Vâng, chị cứ yên tâm ạ.